Chúng tôi gõ cửa khắp nơi để tìm kiếm giải pháp. Chúng tôi đến các hội đồng khu vực, quốc hội. Chúng tôi thử điều này, điều kia. Tất cả họ đều là những nhà lãnh đạo. Tình hình thật là khẩn cấp. Tổng thống Fiji và các thượng nghị sĩ đã kêu gọi một cuộc họp với các nhà lãnh đạo hội thánh. Thông điệp đã chỉ ra một điểm quan trọng. Sự thiếu hiệp nhất giữa các phe phái chính trị đã ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn quốc gia. Nhiều người trong chúng tôi thật sự thấy mình có trách nhiệm về những gì đã xảy ra trên quốc gia này. Hội thánh tại Fiji chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là quỳ gối cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Từ lâu chúng tôi đã cầu nguyện xin sự phấn hưng, tìm kiếm sự biến đổi tấm lòng của người dân trong quốc gia này. Mỗi hội thánh làm việc độc lập với nhau với những lịch trình khác nhau. Nhưng bây giờ tình trạng của đất nước đã đem chúng tôi lại với nhau, khiến cho chúng tôi cùng kêu xin trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là tiếng kêu thành khẩn từ đáy lòng của một dân tộc lên đến Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự thổn thức nhưng là than khóc. Người ta than khóc khắp nơi. Người ta cầu nguyện ở khắp mọi nơi. Họ biết rằng nếu không giải pháp nào cho nan đề của Fiji, thì giải pháp đó phải đến từ Đức Chúa Trời và chỉ từ một mình Ngài mà thôi. Khi những sự kiện của tháng 5 năm 2000 xảy ra, nhiều mục sư đã ngồi lại cùng nhau, chỉ cầu nguyện và cầu nguyện, đầu phục Đức Chúa Trời, cầu xin sự tha thứ và cứu giúp của Ngài. Tôi nghĩ họ thật sự tin rằng đây là lời kêu gọi cuối cùng mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Không chỉ cho riêng các mục sư nhưng cho mọi người và cho cả những lãnh đạo đất nước rằng phải hạ mình quay trở về cùng Ngài. Những giáo phái khác nhau đã hiệp lại cầu thay cho quốc gia của mình. Chính điều này đã kéo đất nước ra khỏi bờ vực của thảm họa. Fiji cần một phép lạ, và chỉ một đấng duy nhất có thể làm được điều đó. Tôi tin và rất phấn khởi vì Đức Chúa Trời đã can thiệp. Ngài đã đem đến sự hiệp nhất trong thân thể của Ngài. Đây chính là giờ khắc mà chúng tôi trông đợi, đó là cuộc phấn hưng sẽ đụng chạm đến đất nước của chúng tôi. Các cơ đốc nhân đã được thức tỉnh để nhận ra rằng họ cần phải trở về cùng Đức Chúa Trời và đồng công với nhau. Khi nhìn thấy đất nước mình đang đi xuống dốc, nhiều người trong chúng tôi mới có thể nói được rằng, này, tôi nghĩ đây là thời điểm để chúng ta đến cùng nhau. Chúng tôi quyết định kêu gọi tất cả các hội thánh cơ đốc trong khắp cả nước ngồi lại với nhau để cầu nguyện. Đây là khoảnh khắc quyết định lịch sử. Các hội thánh ở Fiji đã quen hoạt động riêng rẽ. Liệu họ có hưởng ứng lời kêu gọi để ngồi lại cùng nhau? Cuộc họp được thông báo rất ngắn gọn. Thời gian đưa ra thông báo vào lúc 10 giờ sáng và buổi nhóm bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Tôi ngạc nhiên khi chúng tôi có cuộc họp đầu tiên với nhau. Khi ông đến lúc 2 giờ chiều, các mục sư và những người đứng đầu các giáo phái khác nhau đã ngồi chật văn phòng. Văn phòng của tôi không còn đủ chỗ để ngồi. Về phần tôi đã hoài nghi rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Ngay từ đầu, tôi nhận ra rằng một trong những yếu tố bị bỏ quên của cuộc phấn hưng trong sự vận hành của Đức Chúa Trời trên thành phố này là sự hiệp nhất trong thân thể của Đấng Christ. Không lâu trước đó, sự hợp tác mới mẻ này quyết định chọn một tên mới, Hiệp hội các hội thánh cơ đốc tại Fiji. Được Đức Thánh Linh vận hành mạnh mẽ, Hiệp hội thông công này sau đó đã nới rộng thành những hoạt động rất thực tiễn qua nhiều dự án từ thiện. Phép lạ này đến phép lạ khác cứ xảy ra. Chúng tôi không thể tin được những điều này có thể xảy ra. Câu chuyện về công việc của Thánh Linh hành động trên hội thánh Ngài. Tôi nói cho quý vị biết sự hiệp nhất này đến là nhờ sự cầu nguyện. Bây giờ chúng tôi đến với nhau. Thật đáng ngạc nhiên quyền năng của sự cầu nguyện. Hội thánh giám lý, giáo phái lớn nhất tại Fiji, là một trong những hội thánh tiên phong trong sự vận hành mới mẻ này của Đức Chúa Trời. Chương trình của Đức Chúa Trời làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên. Thật ra, việc chúng tôi, những hội thánh khác nhau, cùng làm việc chung, trước đây không nằm trong lịch trình của hội thánh giám lý.
Tôi vẫn còn nhớ những lời ông Chủ tịch Hội Thánh Giám Lý khi ông nói, tôi thật sự tin rằng thiên đàng đang reo mừng, vì cớ cuối cùng chúng ta cũng đã hiệp nhất cùng nhau. Trước kia tôi thường nghĩ về mình, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng tôi cần các mục sư khác. Nếu cùng làm việc với nhau trong sự hiệp nhất, chúng ta có thể chinh phục thành phố này cho Chúa Giê-xu. Tôi chỉ biết rằng điều này thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Vì những người chúng tôi hiện đang làm việc chung, trước đây họ với chúng tôi như mèo với chuột. Và khi chuột với mèo có thể hợp tác cùng nhau, thì đây quả là công việc của Đức Chúa Trời. Vào tháng 7 năm 2001, Đức Chúa Trời đã trình diện Hội Thánh Hiệp Nhất của Ngài trước công chúng, khi các cơ đốc nhân khắp nơi trên đất nước tụ họp về một nơi để cầu nguyện trong 3 tuần. Trong ngày bế mạc, một công chúng gần 10.000 người đã tập trung tại quảng trường để nghe bài diễn văn của vị thủ tướng đương nhiệm Lysenia Garace. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử, lẽ ra ông có thể dùng bài diễn văn để tranh thủ số phiếu cho mình, nhưng ông đã không làm điều đó. Nhu cầu lớn nhất của tất cả chúng ta là trình dâng đất nước của chúng ta lên trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi cố gắng xây dựng đất nước của chúng ta sẽ là số không, nếu chúng ta không có rễ đâm sâu trong sự yêu thương và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thủ tướng đã nhân dịp này hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và toàn thể quốc dân. Vì vậy, tôi đứng đây ngay chính thời khắc này, không phải với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị. Người mà quý vị và Đức Chúa Trời đang thấy chỉ là một người bình thường, một người cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi trong những lúc sao lãng và lạnh nhạt trong mối quan hệ với Ngài. Với sự giúp đỡ của quý vị, tội nhân này sẽ làm mới lại chính mình, sẽ tìm thấy sức lực mới và ý nghĩa trong sự đeo đuổi làm theo những điều quý vị mong muốn. Chúa ơi, con cầu xin Ngài một lần nữa hãy cứu con, chiếm hữu tấm lòng và dẫn dắt con. Con tôn vinh Ngài là vua muôn vua. Tôi biết nhiều về ông. Vì vậy, ngày hôm đó khi ông đứng lên nhận lỗi công khai trước công chúng, chúng tôi thật sự đều rất ngạc nhiên. Tôi không thể làm những công việc này nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó. Khi tôi đứng ở đó, những mục sư trong hội thánh, khoảng 3 hay 4 người, họ đã đặt tay trên vai tôi và cầu nguyện cho tôi. Đó là giây phút quan trọng trong đời tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang hành động qua tôi. Và nếu không có họ, tôi không thể nào điều hành đất nước này. Cảm nhận được sự vận hành của Đức Thánh Linh khắp mọi nơi, các cơ đốc nhân bắt đầu cầu nguyện cho kỳ bầu cử đang đến gần. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho một chính quyền mới ngay trước cuộc bầu cử. Chúng tôi đẩy lùi quyền lực của sự tối tăm phía sau. Tôi có thể cảm nhận được rằng có một sự thay đổi đang xảy ra. 4 tuần sau đó, đảng của Garace đã thắng cử. Thật là ngạc nhiên, vì đây là một đảng phái hoàn toàn mới. Chúng tôi mới hình thành đảng này 3 hay 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử. Chính sự cầu nguyện đã đem lại sự đột phá, quyền năng của sự cầu nguyện. Rõ ràng là có một sự can thiệp thiên thượng. Tôi không thể giải thích điều này theo hướng khác. Tổng thống Fiji Ratu Josefa Iloilo là người im lặng đứng đằng sau bầu không khí thuộc linh tràn vào trong chính quyền. Chúng tôi có những lãnh đạo tin kính theo gương của Tổng thống. Ông là một người rất khiêm nhường. Trong bài diễn văn chính thức đọc trước các binh lính và quốc dân vào tháng 12 năm 2001, Tổng thống đã khẳng định lại niềm tin của ông rằng Đức Chúa Trời đã ở cùng đất nước này. Tôi tin rằng đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời đem phục hưng đến trên đất nước này. Đằng sau bài diễn văn không được soạn trước là bằng chứng cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời được cảm nhận cách sâu sắc trong lòng ông. Ông có cảm nhận được bàn tay